Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và thế giới Được phát sóng trên kênh Little Saigon News Hôm nay xin gửi tới quý vị những bản tin chính sau đây Làn sóng sóng đỏ sắp đến Florida số cử tri đảng Cộng Hòa đã đăng ký nhiều nhất từ trước đến nay Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi đón tin cực xấu Hillary Clinton tuyên bố chiến thắng năm 2024 của ông Trump Có thể là sự kết thúc của đảng dân chủ Và sau đây là những nội dung chi tiết Quý vị thân mến, ngày càng phổ biến, thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã chính thức công bố bang Sunshine hiện là một bang đỏ dưới sự lãnh đạo của ông. Theo hãng tin AP đưa tin, ở Florida, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, số cử tri đảng Cộng hòa đăng ký đông hơn đảng Dân Chủ. Thống đốc đảng Cộng hòa Ron DeSantis đang tham gia một chiến dịch tái tranh cử nhờ hồ sơ quốc gia và nguồn dự trữ tiền mặt chưa từng có đối thủ nào của đảng Dân Chủ sánh kịp và đảng Cộng hòa kiểm soát hầu như tất cả chính quyền tiểu bang. Một phân tích về dữ liệu đăng ký cử tri cho thấy có 6.035 đảng viên đảng Cộng Hòa đã đăng ký ở bang này hơn đảng Dân Chủ. Lưu ý thêm rằng mỗi đảng có hơn 5,1 triệu cử tri đã đăng ký trong tổng số 14,3 triệu. Helen Aguirre Ferrer, giám đốc điều hành của đảng Cộng Hòa Florida, cho biết đây là một thời điểm quan trọng trong lịch sử của Florida. Các hãng truyền thông tin tức chính trị tiếp tục. Đảng dân chủ những người từng có quyền kiểm soát vững chắc ở tất cả các cấp của chức vụ dân cử cho đến khi Đảng Cộng Hòa giành được cơ quan lập pháp và dinh thự của thống đốc vào những năm 90 đã nắm giữ lợi thế đáng kể trong việc đăng ký cử tri chỉ vài năm trước. Trong các nhiệm kỳ giữa năm 2010, giữa làn sóng tiệc trà và cuộc bầu cử thống đốc của Rick Scott, đảng Dân Chủ có lợi thế gần 568.000 cử tri con số này đã giảm xuống còn 264.000 vào năm 2018 khi DeSantis gần như không đánh bại cựu thị trưởng Tallahassee Andrew Gillum với hơn 32.000 phiếu bầu để trở thành thống đốc thứ 46 của bang. Đảng Dân Chủ cũng dẫn trước đảng Cộng Hòa với hơn 134.000 cử tri đã đăng ký vào năm ngoái khi Tổng thống Trump thoải mái đánh bại Joe tại bang này. DeSantis, người đã thúc đẩy đảng Cộng hòa Florida mở rộng nỗ lực đăng ký và thậm chí đóng góp 2 triệu đô la cho nỗ lực này, đã dự đoán chính xác vào đầu tháng này rằng đảng của ông đã vượt qua đảng Dân Chủ, một yếu tố mà ông cho là một phần khiến người dân di cư đến Florida do chống chính sách bê tắc, chống lại sự ủy nhiệm mà ông đã thúc đẩy trong đại dịch COVID-19. Bạn đang thấy mọi người chuyển đến các bang coi trọng tự do, DeSantis nói trong bài phát biểu bữa sáng tại Hội nghị Quốc gia của các cơ quan lập pháp bang vào ngày 5 tháng 11. Tiếp tục nói đùa rằng, nếu rất nhiều đảng viên Cộng hòa đã không chuyển đến bang qua nấy từ New Jersey, ứng cử viên thống trị của đảng Cộng hòa ở đó có thể đã đánh bại thống đốc đảng Dân chủ đương nhiệm Phil Murphy vào đầu tháng này thay vì thua một cuộc đua sát nút hơn nhiều so với dự kiến. Các đảng viên đảng Dân Chủ đã theo dõi tình hình trong nhiều tháng và nhận thức rõ về sự trỗi dậy của đảng Cộng Hòa dưới thời DeSantis. Một quan chức đảng Dân Chủ giấu tên ở Florida nói với The Hill vào tháng 9, có vẻ như chúng ta sắp thất bại một chút. Đó không phải là lỗi của bất kỳ ai, rất nhiều vấn đề này đã tồn tại trong nhiều năm. Nhưng đối với một đảng đã bị suy tàn trong vài cuộc bầu cử gần đây, và đặc biệt là cuộc bầu cử gần đây nhất, tôi vẫn chưa thấy cấp bách. Năm 2018, số cử tri đã đăng ký của đảng Dân Chủ đông hơn số cử tri của đảng Cộng Hòa là 700.000. Tính đến tháng 9, khoảng cách đó đã thu hẹp lại còn khoảng 23.000. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ khác trong bang đang viện lý do. George Parra, người phát ngôn của đảng Dân Chủ Florida, nói với Politico hôm thứ Tư. Vào cuối tuần, tất cả các cử tri đủ điều kiện để có thể bước vào phòng bỏ phiếu và bỏ phiếu, không chỉ những cử tri tích cực của đảng Dân Chủ vẫn dẫn đầu với các cử tri đủ điều kiện. Đảng Cộng Hòa đã chơi trò chơi vỏ bọc với cử tri của chúng tôi bằng cách di chuyển một cách không cân xứng số lượng lớn những người vẫn có thể bỏ phiếu sang trạng thái không hoạt động và đã loại bỏ hoàn toàn nhiều người khác khỏi danh sách, ông nói thêm. Nhưng thực tế là Đảng Cộng Hòa đã thống trị bang trong một số chu kỳ bầu cử hiện nay và với sự gia tăng số cử tri đã đăng ký thì có vẻ như triển vọng của đảng Dân Chủ trong tương lai là không tốt. Steve Shell, một chiến lược gia lâu năm của đảng Dân Chủ tại Florida, đã nói với các đảng viên Dân Chủ vào đầu mùa thu này rằng họ có thể gặp khó khăn rất lớn trong tương lai. Ông viết trên blog của mình, nếu không có nỗ lực toàn diện, chuyên nghiệp và có trách nhiệm của đảng phái để xoay chuyển tình thế, thì vào khoảng trước cuối năm nay sẽ có nhiều đảng viên Cộng hòa đăng ký ở Florida hơn đảng viên Dân Chủ. Chuyển sang một bản tin khác, Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi đón tin cực xấu. Thưa quý vị, đảng Dân Chủ và các đồng minh của họ trên các phương tiện truyền thông chính thống đã dành nhiều năm để bôi nhọ và vu khống Donald Trump. Rõ ràng là những nỗ lực đó đã không có kết quả. Joe Biden và Kamala Harris có xếp hạng bất lợi cao hơn so với Donald Trump trong cùng thời điểm. Theo bộ sưu tập của các cuộc thăm dò của Nuclear Politics, các chiến dịch tuyên truyền của phe cánh tả chống lại ông Trump đã thất bại. Hiện tại, đánh giá không thuận lợi của Biden là 52,6% xếp hạng bất lợi của Harris thậm chí còn cao hơn 53,3%, trong khi đó ông Trump bị truyền thông cánh tả tấn công, đưa tin giả cũng chỉ có 52,4%. Nhưng riêng chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi thậm chí còn tồi tệ hơn tất cả với tỷ lệ bất lợi là 58,5%. Một cuộc thăm dò mới bùng nổ vào đầu tháng này cho thấy hầu hết người Mỹ không tin Biden sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Theo một cuộc khảo sát từ Quinnipiac, 54% người Mỹ không nghĩ rằng Biden sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Cuộc thăm dò đã tìm thấy người Mỹ được hỏi về việc liệu họ có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên được Joe Biden tán thành hay không. Nhìn chung, 16% nói rằng họ có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên hơn, 29% nói ít khả năng hơn và 53% nói rằng điều đó không tạo ra sự khác biệt. Các đảng viên đảng dân chủ đông, 42% nói rằng họ sẽ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho ứng cử viên hơn, 53% nói rằng điều đó không tạo ra sự khác biệt, và 3% nói ít khả năng hơn. Đa số người Mỹ, 54-33% đến nói rằng họ nghĩ Joe Biden sẽ không tranh cử tổng thống vào năm 2024, với 13% khác không đưa ra ý kiến chỉ có dưới một nửa số người Mỹ, 48% nói rằng họ nghĩ sẽ có hại cho đất nước nếu Joe Biden tranh cử tổng thống vào năm 2024, trong khi 37% cho rằng điều đó sẽ tốt cho đất nước. Như vậy, hầu hết người Mỹ không muốn Joe Biden tái tranh cử và Joe Biden tại vị cũng là một lợi thế cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua giữa nhiệm kỳ. Hillary Clinton tuyên bố chiến thắng năm 2024 của ông Trump có thể là sự kết thúc của đảng Dân chủ. Thưa quý vị, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ thất bại năm 2008 và 2016, Hillary Clinton đang cảnh báo một lần nữa rằng nếu cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử tòa Bạch Ốc vào năm 2024 thì đó sẽ là dấu chấm hết cho nền dân chủ Mỹ. Nếu tôi là một người cá cược ngay bây giờ, tôi muốn nói Trump sẽ tái tranh cử, bà nói hôm chủ nhật trên chương trình Today của NBC. Bà Hillary Clinton nói, Donald Trump dường như đang thiết lập để quay trở lại từ bạch ốc và nếu ông ấy đắc cử vào năm 2024, tôi nghĩ đó có thể là dấu chấm hết cho nền dân chủ của chúng ta. Không quá chỉ trích về nó, nhưng tôi muốn mọi người hiểu rằng đây là một điểm mới mẻ. Hillary Clinton khẳng định nếu Donald Trump hoặc người của ông ấy một lần nữa được bầu làm tổng thống và đặc biệt là nếu đảng Donald Trump có được quốc hội thì ông ấy sẽ không công nhận đất nước của chúng tôi hiện tại. Hillary Clinton tiếp tục. Tôi đã cố gắng cảnh báo mọi người, tôi đã cố gắng đưa ra trường hợp rằng điều này thực sự nguy hiểm. Những người mà ông ấy là đồng minh, những gì họ đang nói, những gì ông ấy có thể làm. Tôi nghĩ vậy, nhưng đối với Trump Comey và sự đóng thế mà ông ấy đã thực hiện 10 ngày trước cuộc bầu cử, tôi sẽ thắng. Tôi cảm thấy khủng khiếp khi không ngăn cản ông ấy và những người xung quanh ông ấy. Nhưng tôi cảm thấy như bây giờ, mọi người có thể tự mình nhìn thấy ông ấy là nhà lãnh đạo như thế nào bà ấy nói thêm mà không cần giải thích thêm về những sửa đổi hiến pháp hoặc quyền công dân mà ông trump đã loại bỏ khi còn đương chức rõ ràng có những người thích những gì họ nhìn thấy bất chấp những gì tôi thấy là những mối nguy hiểm thực sự đối với đất nước của chúng tôi họ quay ra và bỏ phiếu cho donald trump và ông ấy đang cố gắng thiết lập nó để điều đó sẽ xảy ra một lần nữa với ông ấy ngay cả khi ông ấy thua như ông ấy đã làm hai lần cuộc bỏ phiếu phổ thông Bà ấy tiếp tục mà không giải thích rằng người Mỹ không bầu tổng thống thông qua đầu phiếu phổ thông. Chúng tôi bầu họ thông qua cử tri đoàn. Hillary Clinton gần đây đã trở lại trên các bản tin về các sự kiện của bà cũng như cân nhắc về cuộc bầu cử năm 2024. Bà cũng nói trong cuộc phỏng vấn tương tự rằng bà không có một bài phát biểu nhượng bộ nào được chuẩn bị trước khi ông Trump giành chiến thắng vì rõ ràng là không mong đợi sẽ thua. Hillary Clinton nói, mặc dù chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong 10 ngày qua, tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi có thể rút ra được điều đó nên tôi đã thực hiện một bài phát biểu thực sự về hành trình của mình và nhấn mạnh thực sự về cuộc đời và hành trình của mẹ tôi như một cách để làm rõ ràng rằng, vâng, tôi sẽ là nữ tổng thống đầu tiên, nhưng tôi cũng như mọi người đứng trên vai và sống cuộc sống và trải nghiệm của những người đi trước chúng tôi. Hillary Clinton chưa bao giờ cảm thấy thất bại trước ông Trump, bà thường xuyên bám vào câu chuyện bị bác bỏ rằng cuộc bầu cử đã bị các đặc vụ Nga làm việc với chiến dịch ông Trump đánh cắp khỏi bà. Hillary Clinton cũng đã đổ lỗi cho giám đốc FBI James Comey đã bị sa thải mặc dù ông đã quyết định để bà khỏi tội vì những gì ông nói là vi phạm pháp luật đáng chú ý trong việc xử lý sai các email được phân loại thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp